Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Cùng, mình đến quê của văn phòng kiến trúc sư Cùng và Cộng sự. Tiền thân của nó là Modelo Design đấy. Thì hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi, mình có một tí việc phải đi ra ngoài đường. Chứ còn thực ra là mình cũng không muốn đâu, bởi vì như mọi người cũng đã biết thì cái dịch bệnh Covid-19 nó đang rất là căng thẳng, cũng như là mọi người hạn chế tối đa việc ra đường. Thì work from home thì thực ra bên mình thì cũng quen được 2 năm hay rồi, thì chắc là cũng giống như nhiều văn phòng kiến trúc sư khác thôi, bởi vì là cái công việc của bọn mình khi mà vẽ thì có thể không cần thiết là phải những công trình lớn, thì có thể là cần nhiều cái sự kiểu teamwork hay là những cái mà bàn bạc. Nhưng mà những công trình nhỏ thì và bên văn phòng mình thì cũng chỉ làm công trình nhỏ, nên là trong cái kinh nghiệm của mình thì mình hoàn toàn có thể xử lý và gọi là phân chia công việc dành cho các team để triển khai độc lập được ở tại nhà. Thì hơi vòng vo sang Covid-19 một tí, nhưng mà mình cũng nói chung là thời gian vừa rồi thì mình cũng ít xuất hiện và cũng gần như không chia sẻ gì ở trên YouTube. Thì cũng có một người anh cũng có tâm sự với cả mình là có hai người thì đúng hơn, một người thì làm cộng đồng trước khá lâu rồi và một người làm sau mới đây. Thì cả hai người anh thì có một người thì nói với mình là anh làm cộng đồng bởi vì là anh muốn kiến trúc sư bất khổ, và một người thì rất là thích cái gọi là cái tư tưởng đấy. Còn đối với mình thì mình nghĩ là thực ra mình thì hơi cực đoan một tí. Mình nghĩ là anh em khổ là tại vì anh em, chứ đa phần là tại vì bản thân mọi người thôi. Chứ còn mình thì mình cảm thấy cái cuộc sống của một cái kiến trúc sư ấy, khi mà nó bảo để mà giàu thì nó rất là khó, nhưng mà để mà gọi là đủ ăn, đủ chi tiêu trong cuộc sống với một cái mức gọi là một cái người có chuyên môn làm việc, thì mình nghĩ là cái nghề kiến trúc sư là một cái nghề hoàn toàn nó sống tốt, sống gọi là bảo sang chảnh thì nó hơi quá, nhưng mà nó cũng thuộc cái tầng lớp mà có thể tận hưởng đến những cái mà không phải đa phần, không phải gọi là số đông có thể tiếp cận được. Bởi vì mình nhìn lên thì đúng là có những tấm gương mà tầm khoảng 1.000 tỷ, với cả thậm chí mình cũng gặp rồi 100 tỷ, 1.000 tỷ, xong rồi vài 1.000 tỷ, vài 10.000 tỷ. Nhưng mà xong rồi cuối cùng thì cuộc đời nó cũng chỉ xoay quanh cơm ăn ba bữa với cả gọi là cuộc sống mà ấy. Thực ra bật mí với cả mọi người một cái góc mà không phải ai cũng đã từng được trải qua, thì đấy là mình có tiếp xúc, thì mình cũng không kể sâu về chi tiết, nhưng mà chắc là mình sẽ nói qua. Có nghĩa là thực ra khi mà chúng ta còn đang gọi là còn đang phấn đấu, còn đang nỗ lực, và chúng ta còn đang nhìn thấy kiểu con đường trước mắt, thì chúng ta còn hạnh phúc hơn rất nhiều những cái người mà đạt được một cái ngưỡng ở đấy rồi, và người ta rất là khó để người ta có thể gọi là nó như kiểu là cái đỉnh rồi ấy. Thì nếu mà mọi người ở trên đỉnh rồi thì nó sẽ bị kiểu như này, nói nôm na nó như kiểu là bị mất động lực ấy. Kiểu mình thì mình hay diễn giải các cái vấn đề trong cuộc sống, thì mình thấy là cái mặt tốt của xã hội Nhật chẳng hạn, hay là những cái xã hội mà phát triển ấy, là họ gần như con người họ không cần những cái cố gắng, không cần những cái nỗ lực, không cần những cái động não sáng tạo để họ có thể đảm bảo nhu cầu của cuộc sống. Nhưng mà bù lại thì họ sẽ bị gặp cái khủng hoảng, không biết gọi đúng từ không, khủng hoảng hiện sinh thôi, cái kiểu là không biết là mình sống để làm gì. Cho nên là mình thấy ví dụ như kiểu là rất ít người, mình quan sát thì có rất ít người gọi là nghèo quá, gia đình quá nghèo, xong rồi thương bố thương mẹ mà cứ cử cả, mà đa phần là những người gọi là có khủng hoảng về mặt đấy, về mặt cái tinh thần của họ. Họ không biết họ sống để làm gì, họ không biết là
hàng ngày họ không cần làm gì cũng có thức ăn, không cần làm gì cũng có áo mặc, không cần làm gì cũng có cơm bưng cơm sót bên cạnh mồm. Thì những cái đấy là những cái mà cái áp lực để mà vượt qua những cái đấy, thậm chí trong suy nghĩ của mình thấy là nó còn nặng hơn so với cả những người mà gọi là nói ngâm nga nó như kiểu là giàu vượt sướng còn khó hơn cả là nghèo vượt khó. Đấy là cái suy nghĩ của mình. Thì cho nên mình cảm thấy là trong một cái trường mầm nào đấy thì cái nghề kiến trúc sư là một cái nghề mà nó cho mình cũng như rất là nhiều những cái kiến trúc sư khác có một cái cơ hội được trải nghiệm những thứ mà bản thân mình không có khả năng mua. Ví dụ như kiểu là mình được ngồi những cái ghế minopi, mình được ngồi những cái bộ sofa với những vài tỷ, mình được tự tay sờ và cảm nhận những cái thứ mà nó rất là đắt đỏ, hay là mình được tiếp xúc với cả những cái người mà trên tầm của mình rất nhiều, trên tầm cả về suy nghĩ, về tư duy, về cả và quan trọng nhất là về tiền. Cộng với cả cái công việc ấy, thực ra cái công việc của kiến trúc sư thì kiểu làm nó sẽ dẫn đến những cái tính chất công việc khác nhau. Ví dụ như kiểu như mình chẳng hạn, thì mỗi công trình của mình nó sẽ là một cái gì đấy mới, nó sẽ là một cái gì đấy thử thách, nó sẽ là một cái gì đấy thú vị. Còn những người mà làm kiến trúc sư nhưng mà lại theo kiểu copy paste thì thì đấy cũng là một kiểu, mình không lên án nhá, mình hoàn toàn không lên án, bởi vì thực ra là để mà nói mà mình, ví dụ như kể cả mình sáng tạo ra hẳn một cái gì này mới thì nói thẳng ra là không có, mà mình cũng là những người mà gọi là xã hội đã có những cái gì thì mình là người xem rất nhiều, và mình là người gọi là đặt mình vào trong cái địa vị của cái người thiết kế này cộng với cả cái người sử dụng trong cái không gian đấy, và mình tưởng tượng ra là mình đang ở trong đấy thì mình như nào. Và với mỗi cái công trình thì mình sẽ có một cái hoàn cảnh, hay là mình sẽ có một cái cách xử lý gì đấy đặc biệt, nhưng nó là cái mà vận dụng những cái đã có, nhưng mà nó vẫn khác so với cả một số những cái gọi là kiểu nói nặng, hơi nặng một tí thì nó là kiểu kiến trúc sư công nghiệp ấy, là kiểu gấp khả cộng với cả gọi là các công trình thì mỗi công trình thì chỉ làm xong rồi sửa lại một ký, hay là 10 công trình thì cả 10 công trình giống nhau. Thì những cái đấy thì nó cũng một phần, ví dụ như mình là mình không làm được, bởi vì là mình cảm thấy cái việc đấy nó làm cho mình rất là chán, nó làm cho mình cực kỳ chán luôn, mà mình thì mình sợ nhất là chán, cho nên là mình sẽ không làm. Nhưng mà cái đấy nó là một cái mà dần dần nó sẽ, thứ nhất là mình cảm thấy là nó sẽ bị mất động lực này, thứ hai là nó sẽ bị gọi là mang tính chất là như nào nhỉ, nó sẽ bị mang tính chất là kiểu mọi người sẽ không có một cái niềm vui thú trong cái công việc của mình nữa. Ví dụ như kiểu mình có cứ mỗi một dự án là mình lại có những cái mới, cái kể cả là từ khách hàng mới này, cái luồng tư duy của khách hàng cũng mới này, từ cái cách tiếp cận khách hàng mới, từ cái cách tiếp cận của khu đất cộng với cả gọi là vân vân kỹ kỷ thứ mới, thì bản thân công việc của mình nó không bao giờ có nhàm chán cả. Nhưng mà nếu mà chỉ đơn thuần là gọi là bán bản vẽ và lấy tiền và copy paste ấy, thì đối với mình thì mình thấy nó chán nên mình không làm. Còn tất nhiên mỗi người là một việc. Và khi mà cái tư duy của mình như thế, cộng với cả cái việc là mình cảm thấy là mình nghiêm túc với nghề, thì mình nghĩ là cái cuộc sống của một người kiến trúc sư hoàn toàn không khổ. Khổ ấy phải được định nghĩa là một cái người mà cố gắng, cực kỳ cố gắng nhưng vẫn không đủ ăn, không có cái mặc, không thể chăm lo cho gia đình, không thể gọi là thậm chí chăm lo cho bản thân cũng không thể, không có tiền, hay là thậm chí là có tiền mà không mua. Ví dụ như kiểu nói thì nó hơi giống mình hoàn toàn không dạy dỗ đâu nhá, nhưng mà nó hơi giống kiểu mình hay có một cái tấm gương dành cho con mình, đấy là hãy nhìn các em bé châu Phi, các em bé hoàn toàn không có khả năng
để được tiếp cận với cả một cái môi trường mà nó ít nhất là nó đủ sống à. Không nên nó đủ sống ở một cái mức là có nước uống, có thức ăn, có gọi là những cái cơ bản nhất của một con người. Đấy, đấy, đối với mình thấy rất là khổ. Còn hiện tại bây giờ là mình đang cảm thấy là mình cực kỳ sung sướng. Mình với cái nghề kiến trúc sư này mình không còn một cái nhu cầu gì hơn. Đấy, đấy là cái đầu tiên mà mình muốn nói về cái nghề kiến trúc sư. Còn cái thứ hai ấy, là cái việc mình nghĩ là hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm có ba thứ mà mình nghĩ là một người kiến trúc sư có thể làm khi mà muốn tăng thêm thu nhập cho bản thân. Thì đầu tiên đó chính là mọi người nên chú trọng cái thương hiệu cá nhân của mình đối với khách hàng, đối với những người mà quan tâm đến thiết kế, quan tâm đến gọi là kể cả ví dụ như mình là mình chỉ quan tâm đến thương hiệu cá nhân của mình đối với khách hàng thôi, chứ còn đối với thương hiệu cá nhân đối với trong nghề thì mình cũng bởi vì mình cũng cảm thấy là mình cũng không có gì quá nổi bật so với cả những người anh em trong nghề. Để mà làm một KOL cho những người anh em khác nhìn vào và học tập, mình nghĩ là mình không đủ. Thậm chí là thầy giáo mình cái thời mà mình đi học việc thì còn nói luôn là Tùng ơi, mày không làm kiến trúc sư được đâu, mày có thể làm rất nhiều thứ nhưng không thể làm kiến trúc sư. Cho nên là mình đến bây giờ mình vẫn nhớ cái câu đấy và mình vẫn khắc có ghi tâm cái câu đấy, và mình cố gắng làm sao mình trọng cái nghề mà mình nghĩ là cái nghề nó đang trọng mình, nó đang rất ưu ái và ưu đãi cho mình. Thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, mọi người có thể nghĩ là tôi không phải là một người marketing, không phải là một người kiểu PR hay là bán hàng đa cấp hay là như nào đấy, mà thực ra ấy, cái việc làm thương hiệu cá nhân nó đơn giản lắm. Mình bắt đầu làm thương hiệu cá nhân từ lúc mà mình nói chuyện với cả một ông em về cái việc là làm cách nào để mình có thể có một cuộc sống tốt hơn. Bởi vì thực sự là cái lúc đấy mình cũng rất là loay hoay. Khi mà cái thời mà mình mới ra trường thì mình đi làm, nhưng mà nó cũng không hợp với kiểu đi làm kiểu đấy. Cho nên là mình nghỉ và mình tự làm. Thì tổng thu nhập thời đấy của mình cũng tầm khoảng 10 triệu. Thì tất nhiên là vẫn đủ sống, nhưng mà mình vẫn cảm thấy nó loay hoay. Mà mình muốn nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Thế là mình hỏi, thì ông em cũng bảo là đầu tiên anh phải làm thương hiệu cá nhân đi, bởi vì là nó sẽ là một cái mà xác định được cái uy tín của anh. Thì mình thì chả hiểu gì. Hồi đấy mình khởi đầu kia mình nghe thương hiệu cá nhân cái thời mà tầm năm 2017, mọi người tưởng tượng là cái thời 2017 mà nghe về thương hiệu cá nhân đối với một ông thuần kỹ thuật học về kiến trúc như mình. Thì mình nghe mình bảo ốp thương hiệu cá nhân là cái gì, thì ông em ông mới bảo là mà nó giải thích rất đơn giản. Và thực sự là đến bây giờ thì mặc dù có một số cái mình không hài lòng, nhưng mà mình vẫn nhớ và mình vẫn cực kỳ biết ơn ông em. Ông ấy nói là anh phải xác định được người ta nhắc đến anh là nhắc đến cái gì. Đấy, ví dụ như kiểu là nhắc đến em thì là nhắc về Cybercop chẳng hạn. Đấy, thì mình bắt đầu mình mới nghĩ là đúng, mình cũng nghĩ là mình sẽ làm như thế. Sau đấy thì bắt đầu là qua rất nhiều thứ trải qua, mình nghĩ là mình làm thương hiệu cá nhân ở trong một cái góc độ là quay ngang này, tự túc này, không bỏ ra một đồng gì cả để bài báo hay là gì đấy, vân 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 vân. Mình không hề bỏ ra một đồng, thì mình nghĩ là mình cảm thấy là cái công việc mà mình làm thương hiệu cá nhân đấy nó hiệu quả. Đấy là cái thứ nhất là thương hiệu cá nhân, thì nó sẽ cho anh em những cái gì, nó sẽ cho anh em những cái là muốn đẹp muốn tốt gì mình không cần biết, bởi vì thực ra công trình ấy, thì
bản thân mình cũng có rất nhiều những cái bất đồng ý kiến với cả những cái thiết kế mà mọi người nghĩ là đẹp, mà mọi người nói là đẹp, nhưng mà mình cảm thấy nó không đẹp. Thì nhưng mà không ai nói được, bởi vì thực ra nói gì nói, cái nền học thuật với cả cái nền gọi là critic, cái nó gọi là gì nhỉ, giới chuyên môn phê bình ở Việt Nam, về riêng về cái ngành kiến trúc và nội thất thì mình thấy là nó đang rất là quẻ cụt. Cho nên mình nghĩ là cái thương hiệu cá nhân nó sẽ là một cái bảo chứng cho cái việc là những người tìm đến anh em, người ta có thể ngắm được góc anh em, có nghĩa là kiểu ngắm được, kiểu mọi người ngắm được cái gì, đánh thằng vào góc chứ không ai ngắm đánh thằng chọc đầu ấy, thì cái việc thương hiệu cá nhân nó sẽ cấy góc cho anh em. Thì giống như của mình cũng thế, mình có những cái trường hợp mà có thể anh chủ nhà cũng đang xem tới ngày, thì có những cái trường hợp mà anh em thậm chí chưa gặp nhau bao giờ, nhưng mà chỉ trong 1-2 ngày là coi như cảm ứng và chuyển khoản để cho mình có thể bắt đầu công việc được luôn. Bởi vì hai anh em, vì một người ở Hà Nội và một người ở trong Kíp Đồng Nai, đấy, cách nhau đến hàng vài nghìn cây và chưa gặp nhau bao giờ, mà chỉ biết nhau ở trên diễn đàn cộng với cả Facebook và qua những cái công việc của mình, và người ta đủ kiên cường. Thì đấy là một cái mình nghĩ là cái thương hiệu cá nhân nó sẽ cấy góc cho mình để gọi là khách hàng của mình có thể kinh tưởng, thậm chí những cái người anh em đối tác, những cái người bạn bè của mọi người cũng có thể kinh tưởng được. Cái đấy là một cái có lợi về lâu về dài thì nên làm ngay bây giờ. Cái thứ hai, để mà tăng thu nhập cho anh em ấy, thì cá nhân mình thấy là anh em nên đầu tư thêm. Những cái người mà đã đầu tư rồi thì mình không dám nói nhé, nhưng mà những người mà vẫn còn đang loay hoay về mặt tài chính ấy, thì mình nghĩ là anh em nên đầu tư thêm về mặt thiết kế, về mặt sản phẩm. Bởi vì cái quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất cuối cùng nó vẫn là sản phẩm, và nó đối với người thiết kế và thi công về ngành kiến trúc và nội thất ấy, thì cuối cùng nó vẫn phải là sản phẩm. Và cái sản phẩm nó không phải là chỉ là sản phẩm về 3D đâu, nó còn là sản phẩm về mặt công trình, nó phải là công trình. Mọi người có thể vẽ 3D rất là đẹp, nhưng mà đến bây giờ thì khi mà 3D nó bão hòa thì cuối cùng công trình nó mới là cái cuối thượng. Và đấy là hiểu về mặt thị trường thôi nhá, chứ còn về gốc, về gác, về tư duy cuối cùng ấy, thì kể cả là thị trường nó có biến đổi cái nọ cái kia đi chăng nữa, thì cuối cùng thì công trình vẫn là cuối thượng, sản phẩm vẫn là cuối thượng. Còn thương hiệu cá nhân thì nó xây rất là lâu, nhưng mà nó sập thì cũng trong phút buốt. Và qua những cái mà mình trải nghiệm ấy, thì mình thấy là cũng khá nhiều người không tập trung đầu tư vào thiết kế lắm, mà bị đi theo cái hướng như mình nói vừa nãy, đó chính là mọi người tập trung vào cái kiểu cái sản lượng ấy, kiểu một ngày làm một căn này, một ngày làm hai căn này, thì ok, đấy cũng là một cách sống, nhưng mà nó sẽ không có giá trị tích lũy. Tích lũy ở đây là tích lũy về chất xám, tích lũy về những cái cao hơn là những cái mà chỉ xử lý thông thường. Nó giống như kiểu là khi mà mọi người làm cái kiểu sản lượng như thế, thì mọi người có làm 20 năm đi chăng nữa thì cũng chỉ bằng một người làm 2 năm. Bởi vì là 20 năm đấy thì mọi người rèn rũa, ok, nhưng mà nó là 20 năm kinh nghiệm của một thứ. Còn những người khác thì là 2 năm nhưng mà có kinh nghiệm gần với 20 năm, bởi vì người ta rèn rũa và người ta đầu tư chất xám cho từng sản phẩm một. Đấy là mình nghĩ cá nhân mình thôi, mình hoàn toàn không muốn gọi là quy chụp hay là đả kích gì nhá. Đấy là cuộc sống của mỗi người thôi, mình chỉ nói những cái quan điểm của mình để gọi là, và mình đã thực hiện và mình cảm thấy nó ổn. Cái thứ hai đấy là việc
Mình thì mình nghĩ như này, là cái thứ ba nhỉ, cái cuối cùng, cái thứ ba, và chắc là mình cũng kết thúc video ở đây, nó cũng dài rồi. Thì mình thì mình thấy nếu mà anh em muốn cải thiện thu nhập thì cái thứ ba cuối cùng đấy là anh em chăm lên, chăm nữa lên. Có thể có nhiều người chăm nhưng mà vẫn chưa ổn thì bây giờ hãy chăm nữa lên. Chăm ở đây chăm có nghĩa là gì? Chăm cả về mặt đọc sách này, chăm về mặt ra công trường này, chăm về mặt gọi là quan hệ giao tiếp, hay là chăm về những cái, nói chung là rất nhiều, rất nhiều, và mọi người nên dành thời gian nhiều hơn nữa để cải thiện. Có thể là thậm chí là đầu tư về mặt thời gian để thiết kế không cũng được. Đấy là một cái mà không có cái thành công nào mà mọi người không phải trả giá cả, không trả giá trước thì trả giá sau, không trả giá để mà thành công thì sẽ phải trả giá về mặt gọi là mình sẽ, cuộc sống của mình nó vẫn, nó chỉ đến một cái ngưỡng gọi là rất là gì đấy thôi, mà mọi người sẽ luôn luôn không cảm thấy đủ. Đấy là ba cái suy nghĩ nhanh của mình. Ok, và sau khi mười mấy phút trôi qua thì cuối cùng thì chắc là mình cũng phải dừng video tại đây để quay trở về văn phòng ngồi làm một tí việc. Thì hy vọng là thời gian tới mình sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho những cái cuộc nói chuyện nho nhỏ như này, để có thể hỗ trợ được và góp phần nào đấy được công sức của mình để cho cuộc sống của anh em kiến trúc sư được tốt hơn theo cái tâm nguyện của hai ông anh. Thì xin chào và hẹn gặp lại vào một lúc nào đấy nhé.